Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin trước đó, Vingroup đã chính thức lấn sân vào lĩnh vực hàng không với việc thành lập công ty cổ phần hàng không Vinpearl Air với vốn điều lệ là 1.300 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập, trong đó có hai cổ đông cá nhân chiếm đến 55% cổ phần lại khá kín tiếng và chưa từng xuất hiện trên truyền thông. Vậy hai cá nhân kín tiếng này là ai và từng nắm giữ những vai trò gì? Để tìm câu trả lời, xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin sau đây. Vinpana, gồm 3 cổ đông sáng lập là công ty cổ phần phát triển du lịch VinAsia góp 45% vốn và hai cổ đông cá nhân chiếm đến 55% cổ phần còn lại. Hai nhân vật này nằm trong nhóm những người sáng lập Technocom cùng chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Đáng chú ý, hai cổ đông cá nhân của Vinpana đều khá kín tiếng và chưa từng xuất hiện trên truyền thông. Ông Hoàng Quốc Thủy góp 30% vốn là một trong những người sáng lập Technocom cùng chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Sau khi gia nhập Technocom, vị này từng đảm nhận chức vụ giám đốc nhà máy mì Mivina. Ông Hòa Quốc Thủy từng là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư kinh doanh và phát triển quang thái. Công ty này từng là cổ đông lớn của tập đoàn Vingroup. Ông Phạm Khắc Phương góp 25% vốn, sinh năm 1967 và là người từng giữ nhiều chức vụ chủ chốt tại Vingroup và Vinpearl. Ông Phương vốn là sinh viên xuất sắc của Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội, vào năm 1986, được tuyển sang học tại trường Đại học Địa chất Moscow. Từ năm 1994, ông Phương tham gia tập đoàn thực phẩm Technocom Ukraine, đây là tiền thân của Vingroup sau này. Năm 2001, sau khi ông Phạm Nhật Vượng cùng các thành viên sáng lập quyết định về nước lập nghiệp, ông Phương đảm nhận vị trí giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị, công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và thương mại hòn tre. Đây được xem là dự án đầu tiên Vingroup với mục tiêu xây dựng làng du lịch sinh thái tiêu chuẩn năm sao tại vùng đảo ở Nha Trang, ngoài đóng vai trò chủ chốt tại Vinpearl, ông Phương từng có thời gian giữ vị trí trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần Vincom. Cuối năm 2016, ông Phương và ba cá nhân khác chuyển nhượng 224 triệu cổ phiếu VIC cho công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam. Từ sau thương vụ tới nay, Tập đoàn Đầu tư Việt Nam trở thành cổ đông lớn nhất của Vingroup.